Thưa quý vị và các bạn, tranh thờ của người Giao được coi như là báu vật, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh. Và người nắm giữ kỹ thuật vẽ tranh thờ trong cộng đồng người Giao thường là những thầy tào, thầy cúng lớn tuổi. Thế nhưng ở thôn Khe Tắm, thị trấn Phố Lu, huyện Bà Thắng, có một họa sĩ trẻ người Giao họ rất giỏi vẽ tranh thờ, được đồng bào nơi đây tín nhiệm và mời vẽ tranh. Lúc còn bé ở trong làng các cụ hay làm lễ cấp sắc, có những cái bức tranh tôi cảm thấy rất là đẹp. Ước mơ sau này là phải được cầm bút để vẽ lại những cái bức tranh được đẹp như của các cụ. Ước mơ ấy đã trở thành động lực để bàn văn lôi quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành hội họa trường cao đẳng Lào Cai, anh trở về làm họa sĩ tại quê nhà. Ngoài những công việc liên quan đến hội họa, chàng trai trẻ này dành phần lớn thời gian để vẽ tranh thờ. Khó nhất là về hình. Khi mình đi hình mình phải đi đúng, đi đúng cái hình giống như cái hình của các cụ ngày trước các thầy cũng nói và bây giờ nếu mà một một thầy phán quan mà mình làm sai một cái hình của mặt mặt của cái phán quan đấy thì nó sẽ ra một phán quan khác khó nhất là vẫn là hình và, là những cái chi tiết nhỏ chi tiết nhỏ thì rất nhiều tranh thờ của người gia họ có hai bộ một bộ 9 bức dành cho lễ cấp sắc 6 đèn còn một bộ 23 bức dành cho lễ cấp sắc 12 đèn các bức tranh có nội dung kích thước khác nhau và thời gian để hoàn thiện một bộ tranh khoảng 20 ngày để có thể vẽ chính xác các bức tranh thờ, Ban Văn Lôi tìm đến các vị cao niên, thầy cúng trong vùng nhờ tư vấn. Thầy tư vấn cho Lôi thì bảo nếu mà nó cũ, nó hỏng nó rách thì cứ lựa lựa mà vẽ để cứ phải vẽ hết nét, đừng cho nó thiếu. Các cụ ngày xưa người ta vẽ như thế nào, cháu cứ vẽ y hệt như thế. Cháu lôi này là nó đi học họa sĩ là nó viết nó vẽ cho là rất tốt nó vẽ cho đồng bào dân tộc giao họ này là vẽ cái tranh này là rất đẹp người giao họ ở Bảo Thắng giờ đây không phải đi nơi khác để tìm người vẽ tranh thờ và họ càng tự hào hơn khi đồng bào mình có một họa sĩ trẻ được học hành bài bản lại tâm huyết với tranh thờ với niềm đam mê bàn Văn Lôi vẫn đang kiên trì học hỏi để không chỉ vẽ được những bộ tranh thờ đẹp hơn mà còn góp phần lưu giữ nét văn hóa truyền thống độc đáo trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc mình